Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào 500 anh em. Tôi Linh Tư chào 500 anh em. Tôi Cư Sới chào 500 anh em. Tôi Hưng Nhân Tộc chào 500 anh em. Tôi Văn Tuấn chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì đợt rồi ấy là anh em mình có ăn đồ Việt nhiều rồi, hôm nay thì anh em mình sẽ đổi phong cách một xíu nha các bạn nha. Thì ăn đồ Việt nhiều rồi, hôm nay sẽ chuyển sang ăn kiểu Hàn Quốc một xíu các bạn ạ. Thì như mọi người thấy là anh em mình có mua một tảng thịt rất là to này, rồi những hộp kim chi rất là nhiều này các bạn này. Đấy, kim chi này thì người ta gọi là kim chi của Hàn Quốc. Thì hôm nay thì anh em mình sẽ làm cái món gọi là thịt hầm kim chi Hàn Quốc nha các bạn nha. Đấy, đây các bạn này, tảng thịt ba chỉ này. Úi giời. Đấy, to luôn nha các bạn nha. Đấy, tảng này về thì anh em mình sẽ gọi là thái nó ra, xong rồi anh em mình đem đi để hầm với cả kim chi của Hàn Quốc. Thì đây sẽ gọi là cái món gọi là thịt hầm kim chi Hàn Quốc nha các bạn nha. Đấy, anh em nghe thấy từ kim chi Hàn Quốc đã thấy gọi là nó đổi phong cách sang Hàn Quốc một xíu chưa? Rồi, thằng này cứ mà mở ra hình như là định ăn hay sao, nhìn thấy kim chi ngon quá hay sao đúng không? Kim chi Hàn Quốc. Đây con ạ, thực sự là đây là kim chi Hàn Quốc ạ. Đấy, em thử một miếng xem nào. Thử một miếng thế nào, không ngon hay không nào? Mời các bạn nhá. Chảy nước dãi rồi. Ngon lắm anh ơi. Ngon ngon đúng không? Đấy, thì bây giờ ấy là anh mình sẽ đem tảng thịt này về đấy, anh mình thái ra này, xong để hầm với cả gọi là kim chi, xong rồi anh mình sẽ trải nghiệm thử cái món Hàn Sẻng mà hôm nay anh mình đổi một xíu để xem cái hương vị của cái món này nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Thì anh em nào có xem được clip này coi như mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho nên nhiều để ủng hộ anh mình nhá. Tảng thịt đấy thì bây giờ anh mình sẽ gọi là thái miếng ra nha các bạn nha. Nói chung là thái miếng mỏng mỏng ra để tí gọi là cho nó vừa ăn đấy các bạn ạ. Ai dạ. Mỗi hôm thấy thằng này chặt xương rất là ok, nhưng mà hôm nay là thấy thái miếng thịt 3-4 chỉ này là mình thấy nó hơi sai sai mọi người ạ. Miếng này là demo. À demo à, đấy. Gọi là thái sai thì gọi là demo nha các bạn nha. Đấy, đúng rồi. Nhìn này thôi thái ra được nhiều lắm nha các bạn nha. Đấy. Rồi, anh sẽ thái từng miếng ra như này, một tí thái nhỏ nhỏ dài dài ra, xong rồi anh mình sẽ bắt đầu cho đi để anh mình gọi là hầm với cả kim chi nha các bạn nha. Đó. Đây, em cắt thử một miếng cho mọi người xem này. Đây, miếng này cắt thử ra. Đây. Ví dụ cắt một miếng thịt thì anh mình sẽ cắt dài dài ra một xíu bằng tầm 3 lưỡi đi em. Đấy, tầm thế này. Đấy, đây nha các nhà, anh mình sẽ cắt tầm như này. Đấy, một miếng thịt của anh mình sẽ cắt tầm như này thì cắt hết như thế, sau này anh mình sẽ bắt đầu cho đi để hầm với kim chi của anh ạ. Sau khi mà anh mình đã thái thịt xong rồi ấy, thì bây giờ anh mình sẽ cho vào để anh mình đảo cho nó săn cái thịt nha các bạn nha. Đấy, đảo đi em. Đấy, mấy miếng thịt rất là to nên anh mình sẽ phải đảo một lúc, cái này cũng khá là lâu mới có thể săn được lần nha các bạn nha. Tái luôn, cho vào cái là tái luôn thì đảo một hồi đi để cho nó tái đi, không là nhìn mình sẽ cho những gia vị khác vào đây. Sau một hồi đảo thì thịt nó đã gọi là gần chín rồi nha mọi người nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho gia vị này. Đó, Cương nó cho ớt bột Hàn Quốc này, rồi ớt bột cay này và ớt cay nha các bạn nha. Đấy, đỏ chưa này. Đấy. Xong là tiếp theo là sẽ cho kim chi nha các bạn nha. Đấy, mình sẽ cho kim chi rồi. Rồi. Đấy, nhiều kim chi các bạn ạ. Đấy. Đảo lên đi. Đấy, để cho thêm một xíu gia vị này đây các bạn ạ. Nói chung là món này là cay cay nha. Hôm nay thời tiết cũng hơi mưa mưa se se lạnh nữa, và cái món này là anh em mình thưởng thức được các con ạ. Rồi, Cương cho thêm nước vào em. Đấy, mọi người cay chưa? Đấy.
Đấy, thì là anh em mình đã cho đầy đủ gia vị rồi. Thì là bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu hầm nha các bạn nha. Hầm đến khi mà nó thịt nó hơi mềm mềm ấy, xong rồi anh em mình sẽ cho gọi là mì tôm vào nữa. Cho mì tôm vào nữa thì ăn cùng món này thì đúng là kiểu của Hàn Quốc nha các bạn nha. Đấy, thì đợi là nó hầm mềm mềm bớt thịt, xong rồi anh em mình sẽ đi thưởng thức cái món gọi là thịt heo hầm kim chi Hàn Quốc này các bạn ạ. Sau khi mà anh em mình hầm được một lúc rồi thì bây giờ anh em mình sẽ cho mì tôm vào để đi thưởng thức thôi các bạn ạ. Đấy, mì tôm này em không phải dìm sâu quá đâu. Đấy, món này đúng là chuẩn, gọi là nhiều khoáng các bạn ạ. Chuẩn Hàn sáng đây rồi các bạn ạ. Đấy. Đấy, thì là bây giờ anh em mình sẽ gọi là mang đi để anh em mình thưởng thức cái món thịt heo hầm kim chi Hàn Quốc này nha các bạn nha. Cháo thịt heo hầm với cả kim chi mì tôm rất là ngon đây rồi các bạn ạ. Thực sự ở đây mọi người sẽ thấy là trời vẫn còn đang mưa phùn ấy. Đấy, anh em trải nghiệm món này thì đúng là hết nước chấm luôn nha các bạn nha. Đấy, nào bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu trải nghiệm đi thôi. Nhìn ngon lắm rồi, thực sự là nhìn rất là ngon. Đấy. Trời. Nào. Mì sợi thôi, mình nghe gọi. Ui dồi ôi, trước khi ăn mình chào bằng tí tiếng Hàn Quốc đã cho nó giống Hàn Quốc. Asocio. Hàn Quốc anh nghe giống lạ lạ nào ấy. Thể xin chào ấy. Quốc đảo rồi. Hàn Quốc ấy là quốc lối các bạn ạ. Quốc lối à? Dạ. Ui dồi ôi, mì tôm thịt này, ui dồi ôi. Chín luôn. Có cái núm gì đấy? Núm ti đấy em. 5 năm. 5 năm. Ui dồi ôi, từ gặp lên. Nào, chiến đi nào. Ui dồi, mình đi trước. À đây, cho kính não đất thọ đi. Mà nấm kim chi như nào, mời các bạn nhá. Nấm kim chi rồi. Sớm quá mọi kim chi, nấm kim chi rồi. Ui dồi, mình mời mọi người nhá, thèm quá rồi. Thôi, cứ làm những ngon đấy. Nằm trước rồi mọi người nhá. Ôi trời ơi, ba chỉ kim chi thơm lắm. Thơm rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Mì tôm nữa. Tất cả mọi người làm miếng bốn chỉ nhá. Mời mọi người. Đây là sướng. Kiểu mưa mưa. Mưa mưa một tí. Ôi, anh em ngồi quanh cái chảo này tuyệt vời đấy. Nóng nóng. Ủa, mà rách trưởng luôn. Mọi người thấy hôm nay giống Hàn Quốc chưa? Anh em thấy giống Hàn Quốc chưa? Giống anh ạ, ăn phải xì sụp một tí mới giống được. Ăn thì ăn xì sụp thì phải thêm mì tôm rồi em ạ. Xì sụp. Ủa, thép sữa Hàn thế. Nhìn miếng thịt đã ngon rồi. Ủa, càng dễ. Thêm miếng kim chi nữa. Ngon. Wow. Ủa, cay hút sụp sụp này, ui, bốc khói. Kim chi. Kim chi là cũng được hầm rồi thì nó cũng mềm mềm xíu nha các bạn nhỉ. Ui, ngon đúng không? Nước rồi. Cái này mà nó đói đói nhìn thèm lắm mọi người ạ. Đây mọi người ơi. Mọi người nhìn anh em ăn. Rồi ôi, cả miếng ba chỉ to vào miệng ngon đúng không? Thêm quậy. Rồi. Đúng mọi người biết miếng này mấy chỉ. Ngon. Ngon nhỉ? Ui giời ơi. Ba lạc luôn. Nhưng mà thực sự là ấy, là mọi người sẽ thấy ấy, khi mà anh em mình làm cái món này ấy, nhìn rất là giống Hàn Quốc luôn nha các bạn nhỉ. Đấy thì kiểu kim chi này, rồi thịt ba chỉ này, rồi mì tôm nữa. Ui giời, không lệch đi đâu được. Quá ngon luôn. Cắn ngập răng này ạ. Nhìn anh em ăn ngon thật sự luôn. Không biết là mọi người thấy như nào nhưng mà mình thấy là mình chảy hết nước miếng nhỉ. Anh em nào mà gọi là xem một video mà có bị chảy nước miếng thì anh em thông cảm và cho anh em mình xin một lượt like và một lượt chia sẻ để anh em mình có động lực anh em mình làm những món khác ngon hơn nha các bạn nha. Ôi. Ui.
mì nó cũng ngấm thịt các thứ vào ngon. Thì nhai sốt sốt sốt. Kim chi ngấm à? Ngấm chứ, vừa nãy nó bị giòn. Vừa nãy là anh em cho khá là nhiều ớt bột này, xong rồi ớt cay nữa. À, đúng rồi. Trong quá trình hầm là ông nào thái miếng thịt dày thế, cắn ngập cả răng. À, mình thái quên mất. Trong quá trình nấu ấy, hầm ấy thì là cái ớt tươi nó cũng sẽ nhừ ra, nên là cái món này anh em nào bảo không cay thì anh em nên thử hầm như anh em mình. Mưa gió chả thấy lạnh thì ăn ấm rồi người. Cái này là bốn chỉ này Cương à. Đấy. Đặt miếng thịt gà này. Cắn ngấm gia vị vào cắn quá tuyệt vời luôn này. Đấy. Cay lóng mà bốc xuống dưới dạ dày bốc lên này. Cay tê hết cả đầu luôn. Thế anh em là kiểu quay dưới mưa luôn rồi. Đấy, gọi là ướt hết li ti bọt mưa bay dính đầy đầu nha các bạn nha. Khoái. Quá, hết lửa chảo rồi. Quá. Hết coi như là lửa chảo luôn rồi các bạn ạ. Thực sự là với mình ấy thì mình thấy cái món này ấy, nó mặc dù nó chỉ là cái món kiểu nó là có một xíu mì tôm thôi, nhưng mà nhìn anh em ăn cái món này kiểu cảm giác khiến mình kiểu như gọi là chảy nước miếng nha các bạn nha. Chảy hết nước miếng luôn đấy, mình ngồi sau mà chảy hết cả nước miếng. Có anh em nào thấy tê tê cảm à? Tê cảm. Tê tê cảm giật giật đây. Cay cái con gì nó bò trên đầu. Đồ ăn kiểu này là nó hấp dẫn quá đi, quá sướng luôn. Vừa mưa nữa. Anh em mình ăn kiểu này là vừa mưa là vừa đấy, vừa trống từ nóng từ người ra. Ăn quá đẳng cấp. Đấy. Mình nghĩ là mấy anh em mình hôm nay sẽ đánh chén hết cái chảo này nha các bạn nha. Tết lại. Cho mấy anh em làm tiếng nước nhé. Ôi cái nước nó đỏ rực thế kia. Ui. Cay lắm đấy mọi người ạ. Ui. Không cay, không cay. Không cay, không cay. Uống nước rồi. Phê luôn mọi người. Thế hết cảnh. Ê, cũng phải chơi nước. Đấy, múc cái này này uống về vào với đá đời này. Ăn xong hôm nay về mất vị giác luôn. Ê, cái này với đá đời như. Mình ta cũng sạch luôn. Tê cặp à? Thế là hôm nay là anh em trải nghiệm cảm giác này mới biết là khi mà nấu cái món này nó cay như nào. Về 4 hôm không còn khỏe nữa. Ôi trời. Ngon quá anh ạ. Thịt thì ngon. Kim chi thì chua chua ngọt ngọt. Cái cay, ớt thì cay, mì tôm. Mấy nước này ngon lắm. Tiến nó đơ luôn rồi sao các bạn ạ? Tượng là mọi người. Nào. Anh em cho mọi người biết là khi mà hôm nay thưởng thức cái món này thì anh em thấy như nào nào? Đầu tiên mình thấy cay không ạ? Đầu tiên mình cũng thấy cay. Mà thịt thì mềm, ngon. Với cả có cái nấm kim chi này là mình từ bé lên lớn bây giờ mình mới được ăn lần đầu tiên đấy các bạn ạ. Đấy. Mắt thấy mùi em nó đang thật. Hương ngay bị nhầm. Đây là nấu kiểu Hàn Quốc. Kim chi muối Hàn Quốc. Có phải nấm đâu. Nấm kim chi. Mì kim chi. Kim chi thôi chứ chưa phải lấm nữa. Nói cho chúng nó hơi nhầm. Nhầm. Ăn độ quả ba bắt đầu thì và vẫn ngon mà bắt đầu giờ bắt đầu cái kiểu mì ăn nhiều ớt rồi của này nó linh lâu nó cay rồi nó ngấm mà tê cằm mà bây giờ vẫn thèm ăn. Dừng là nó cay.
rừng cay giờ vẫn thèm. Thì cay đến đâu thì cay, ngủ mai à ngủ dậy mai hết cay. Đấy, nhờ gọi là làm cái món này hôm nay anh em được cái trải nghiệm cả mì tôm ăn kèm nữa thì đúng hợp bài luôn. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái nước này nó rất là cay này. Đấy, sau khi mà anh em trải nghiệm ấy thì lại còn trải nghiệm ở dưới mưa nữa. Thì hôm nay ấy, là anh em mình làm một chảo khổng lồ như này mà anh em đánh coi như là gần hết luôn rồi này các bạn này. Đấy, thì mọi người đã biết là cái độ ngon của cái món thịt lợn mà gọi là hầm với cả kim chi của Hàn Quốc, xong rồi có mì tôm ăn nữa đấy, vừa no vừa ngon đấy, vừa được trải nghiệm kiểu ẩm thực của Hàn Quốc nha các bạn nha. Khi mà anh em trải nghiệm cái món thịt heo hầm kim chi này ngày hôm nay ấy, thì anh em chấm điểm độ cay của món này không nào? Sắp sửa thả ra lửa đây à, đấy mà còn chấm độ gì nữa tí mọi người ạ. Không chấm độ cay lắm rồi. Cay quá. Em cay lắm rồi đấy mọi người. Thì hôm nay thì phải cay như thế thì mới gọi là hợp style Hàn Sẻng nha các bạn nha. Đấy, thì hôm nay là anh em được trải nghiệm cái món thịt heo hầm kim chi của Hàn Quốc và trải nghiệm thử gọi là một ngày anh em mình ăn thử ẩm thực của Hàn Quốc xem sao, thì cũng đã cho mọi người biết cái cảm giác của cái món này nó cay như nào rồi. Thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Thì anh em nào có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để anh em mình có động lực anh em mình ra những clip khác hay hơn nha các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.